63 là tôi đang học sinh thì thích quá, thấy bộ đội thích quá, đi xung phong đi luôn. Thế là đầu năm 63 là tôi đi bộ đội Tây Bắc đến tận Điện Biên, xong là huấn luyện quân bắt đầu sang Lào chiến đấu luôn. Ủa, thế là ở nhà rồi đám cưới lúc nào? Không, mới thông cảm cho bộ đội, cứ đồng ý là cho cưới. Tức là ông từ bộ đội, ông từ bên tôi Lào về. Tôi hát ở bên Lào thì là ra hai gia đình mới tổ chức cưới. Cưới có ông đâu? Cưới là không có rẻ. Lúc ấy là tôi ở bên Lào cơ, cũng có thư từ sang nhưng mà 3-4 tháng có mới nhận được. Tức là có mình bà là sao cưới bà? Cưới không rẻ. Rồi lúc đó mình vẫn tổ chức những cái nghi lễ truyền thống hả bà, nhưng mà không có chú rể. Và bà có thể kể lại cụ thể cái ngày đám cưới của mình nó rất là đặc biệt như vậy, nó như thế nào không ạ? Cưới cái hồi đơn giản lắm mà, nhưng mà quần áo thường. Áo thường à. Rồi không có chú rể rồi sao làm lễ bà? Không làm lễ, cái ngày là không có chú rể là ăn xong là xong. Hai họ ăn xong là xong. Bà ơi, những lúc đó bà có buồn không bà? Buồn thì cũng phải nhẫn tâm chứ làm sao. Xong đến năm 66 là 3 năm sau. Và chính phủ ta mới điều động bộ đội ở Việt Nam, ở Lào về. Thì về Hà Nội. Về Hà Nội đơn vị bộ đội nó bảo thôi, thằng chết thì mày gần mày cho mày về được mấy ngày. Thế là về được 3 ngày. Về ngoài thấy bà này trong nhà sướng quá rồi. Bây giờ phải làm dâu rồi. Vâng, thế là cưới rồi, thế cứ ở nhà làm dâu rồi đó. Vâng, làm dâu rồi. Thôi lại người ta chứ là cưới không có chàng rể nhưng mà về làm dâu cũng không có chàng rể luôn. 2 năm trời. Bà ơi, thế thì cái lần đầu tiên khi mà bà nhìn thấy ông ở chiến trường về, lúc đó cái cảm giác của bà như thế nào? Nó cảm động mà nó cũng... Mà trong người tôi sao? Ông ấy ở chiến trường về, người ông đen lắm mà còn suốt rét còn rụng cái tóc ấy. Thì tôi cũng thương cái cảnh là ông ấy nhà con một. Thì tôi cũng xung phong là cho cưới để động viên gia đình. Vì nhà ông ấy hiếm người. Hay nhỉ? Có mình ông ấy là đi bộ đội rồi, còn các em thì đi bưu điện. Thế là có hai ông bà già để thay ông ấy. Là vậy. Người ta nhìn sao mình không hiểu. Dạ. Nhưng mà mình nhìn mình thấy đẹp với mình. Đẹp với mình hả? Lớn lên. Rồi nói tiếp, đẹp rồi gì nữa? Đẹp rồi gì nữa không? Cho nên cũng nói thật, chúng tôi đối được nhau gian khổ. Gian khổ không hả? Gian khổ là sao không? Có phải là một chết một chấm mà thấy được. Mà sao dữ gì không? Cũng thì yêu thương nhau mà chúng tôi không ngại hy sinh hay là gian khổ gì hết. Dạ. Cái thời buổi đó hai đứa mà yêu thương nhau mà nó phải trải qua hai cái hệ thống. Một là gia đình. Dạ. Hai là tổ chức. Dạ. Mà bên gia đình nó lại là càng khó hơn tổ chức. Gia đình thì sợ mình mất nửa chừng á, rồi bỏ bà này đi. Dạ. Đó, cho nên thành ra là đến được với nhau phải nói cực kỳ khó. Ông thuyết phục sao mà đến được không? Cái này hai đứa tôi lén thôi, trốn thôi. Thậm chí á, là gia đình á, là đưa bà này đi giấu luôn. Đưa đi giấu luôn. Mà trong lúc đó là tôi không thể đi tìm được. Dạ. Ở trong kháng chiến mình đâu có đi đâu được. Chỉ có bà này vì thương yêu mà bất chấp cái sự ngăn cản của gia đình, trói buộc của gia đình. Dạ. Trốn gia đình đi tìm. Lúc đó ông buồn không ông? Lúc đó chắc ông khóc nhiều lắm hả? Lúc đó chắc nhớ bà nhiều lắm phải không ông? Dạ. Mỗi lần nhớ vậy rồi mình có viết thư được không ông? Còn khó gặp nhau lắm. Khó gặp lắm hả? Nhiều khi á là đến 4 năm chưa gặp. Không viết thơ được luôn hả bà? Mấy ổng trong rừng mình dân ở ngoài mà. Ủa, 4 năm chưa gặp luôn hả? 4 năm có, 2 năm có. Ít chưa gặp nhau được lắm. Bà ơi, thế thì mỗi lần mà bà trốn nhà bà đi tìm ông á, thì cái cuộc mà đi trốn đó nó có khó khăn không? Nói chung là không khó, là không khó. Mình ngụy trang một cái bầu với lại một cái rổ xúc, mình nước cạn á, mình làm bộ mình đi xúc cá. Dạ. Cái tới bìa rừng mình đi, mình cũng lội xuống dưới rạch, tới bìa rừng đó mình trèo lên. Mình trèo lên rồi ở trên kia trên cây á, mấy ông gác, mấy ông biết là mình là bạn của ông này. Dạ. Đó rồi mấy ông bố trí rước mình đi vô thăm, chứ mấy ông khó ra được, bị thật chiến mà chú. Dạ. Trời ơi, nói cũng rất là nguy hiểm nha chú. Nguy hiểm luôn á. Cái nhất là nữ. Dạ. Dạ. Cái đường đi nó gặp đúng biết rồi. Bao nhiêu là nguy hiểm. Chứ lại hai bên á, mình phải biết đường vô. Hai bên mấy ổng gài trái, gài cho tụi giặc nó vô rồi mà nổ. Nguy hiểm lắm chú Đường Linh. Dạ. Nhưng mà phải tìm mọi cách đi thăm. Như lúc ông có hứa hẹn với bà gì chưa mà
Nói chung là cũng có rồi. Ông hứa sao? Thương nhau rồi. Năm ơi, anh thương năm nhiều lắm. Kêu bằng năm không à. Tự vì mình là thứ năm. Dạ. Còn thứ ba là thứ của ổng. Bị giặc bắt, bỏ tù hết 2 năm. À. 19 tháng, coi như trong 2 năm đó ở tù hết 19 tháng. Năm 71 đến năm 72 mới về, ở tù. Dạ. Cũng vì đi tìm ông nữa hả? Con ở nhà thì không ai trông, rồi vợ thì lại bị bắt đi như vậy. Đứa con mới có 29 ngày bị bắt. Trời ơi. Sanh con mới 29 ngày. Lúc đó đau khổ lắm không nhờ? Ở nhà là bà ngoại á, bà cũng bị nhiều nghèo khổ, không nuôi được, chết luôn đứa nhỏ. Trời ơi. Hai năm sau, bà ở tù rồi về, bà mới tìm gặp nhau nữa. Mà lúc đó, bà muốn gặp nhau, tìm nhau khó lắm. Biết tôi ở đâu, ở trong rừng mà biết ở đâu. Nên thành ra phải dò dẫm, phải hỏi thăm người này kia nọ. Hỏi chứ bây giờ anh Ba Nhẫn, anh đóng quân ở đâu, ví dụ ha. Để bà tìm. 19 tháng sau nó thả bà về. Bà về cái hai chồng sống lại, cũng ở trong rừng luôn. Lúc đó là tôi đâu có để bà ở ngoài nữa, tôi đem bà vô rừng luôn. Tôi là thoát ly luôn. Chúng tôi nói chuyện một lúc, có nói một câu là bây giờ tôi chuẩn bị đi rất xa, không biết ngày nào về. Ở nhà Liên có chờ tôi không? Bà cười, bà nói là ai biết được, tôi đang còn rất nhiều năm học, chưa học mà. Bởi vì lúc đó mới học lớp 6, mới nói đến đó thì là không còn gì để nói nữa. Trời. Rồi bắt đầu tôi đi. Lúc đó cô còn trẻ quá, mới học lớp 6. Lớp 6 tức là 12 tuổi hả cô hả? Không, lớp 6 mà lúc đó 16 tuổi. Từng đi như vậy là 6 năm. 6 năm thì tôi cũng viết thư về rất nhiều. Nhưng ở nhà thì bắt được 1 đến 2 lá. Mà mỗi lá thư đó đều không trọn vẹn. Cái thì bị thiếu, ví dụ như là mình bài viết 2 tờ thì còn 1 tờ. Có những cái lá thư là nhòe không đọc được nữa. Bởi vì hồi đó thì là trong đơn vị thì hễ mà có ai chuẩn bị được ra bắt đó, ví dụ như những thương binh mất sức chiến đấu rồi bệnh hoạn quá là làm nổi nữa thì người ta cho ra. Tụi tôi là bắt đầu thay nhau là cầm cùi là viết thư để gửi về cho gia đình và cho người yêu. Cái lá thư mà tới tay người đó là thường thường là 6 tháng, viết nhiều lắm. Nhưng mà chú mới gặp có một lần à, chưa có tình cảm gì hết mà chú viết cái những gì trong đó. Ở cái vùng như vậy thì cuộc chiến tranh ác liệt như vậy thôi. Chứ không có nói chuyện tình chưa yêu. Nói, chứ không có một cái gì về tình yêu cả. Những cái lá thư đầu tiên mà chú gửi cho cô đó, cảm giác cô như thế nào? Thư không bắt được, ông đi vào không bắt được. Vậy thì có bắt được một lá thư nào không? Có bắt được lá thư chứ mà việc dở chân chứ không có nhòe hết chứ không đọc được. Cũng không đọc được luôn. Rồi về lúc đó tức không không? Tức chứ. Mày không biết cái gì mà. Mình tức chứ không biết. Bao nhiêu lâu viết được lá thơ mà nhòe nữa, trời ức chứ. Tôi sinh ra thì cũng không có được học hành đến nơi chốn lắm đâu. Nhưng mà lại viết thư viết đồ thì cũng nhiều ngôn tình lắm. Chú còn nhớ một câu nào đó ngôn tình? Tôi nhớ tôi viết một cái cây thư thì tôi là sau cùng tôi còn nói một câu thế này này. Thư này anh viết cho em đã dài, mà những lời muốn nói về tình cảm giữa anh và em thì còn dài hơn. Giờ đây đêm đã khuya, mưa đang đổ lớn, trời mình đông nam bộ mùa này mưa lớn lắm em ơi, nước tràn mênh mông như tình cảm của anh dành cho em vậy. Trời ơi. Tôi viết, trời. Tôi nhớ mãi cái thư đó, viết tới tôi không về được. Nhớ vậy nhớ ở nhà không bắt được. Không về được. Tôi ở trên trường ra người rất là gầy, có 47 kg thôi, không mông không vai. Mà sốt rét, tôi sốt rét đã tính tiết chết ở trên trường rồi. Yeah. Rồi tâm thần mất 6 tháng. Chú bệnh tâm thần luôn đó hả? Rồi bị tâm thần rồi, nó 6 tháng trời. Trời ơi. Thế nên là về lúc bây giờ thì tôi kể chuyện chiến đấu thì ai cũng thích nghe. 76 bắt đầu gặp cô nàng, lúc đó là tôi đã là thượng úy rồi. Tiểu đoàn phó, tiểu đoàn đặc công rồi. Dữ luôn. Nhưng mà sao chú tấn công sao mà từ không, đó không. Sao? Cái đó là có chiến thuật rồi. À, có chiến thuật luôn. Có chiến thuật luôn. Tôi biết là cái thế mạnh của mình là cái gì. Một là bạn học ở đây rất nhiều, nên tôi dùng bạn học bao vây xung quanh hết, không cho thanh niên làng nào vào trong này được. Thế là bắt đầu tôi với bằng cách là tôi bây giờ phải vây vòng ngoài là dùng bạn học, còn vòng trong là nói thẳng với anh bạn học, anh trai của cô này, anh Đạt. Anh Đạt. Và đồng thời cũng nói luôn thẳng với ông bà già. Ông bà luôn. Ông bà luôn. Cuối cùng hóa ra là bố vợ tôi đấy. Với bố đẻ tôi thì là hai người chiến tranh cùng đội du kích ngày xưa. Rồi xong, thời tới. Quá thuận lợi luôn. Và được mấy buổi lúc bây giờ đâu có được ngồi gần nhau đâu. Ngồi cách ở cái ngưỡng cửa, không được đụng vào người ra đâu, khổ lắm. Cô nàng cứ nghe, mà chả biết chứ cứ nào trả lời đồng ý cả. Tôi biết là điều này khó khăn rồi. Tiếp tục chiến thuật. Cứ là chiến thuật như thế. Thế sau rồi cuối cùng tôi cũng sắp đi rồi. Thế phép bố mẹ tôi ở nhà thấy con về không tìm được người yêu cũng có vẻ buồn. Buổi sáng cụ mới hỏi bảo thế nào, tình sao. Thế tôi mới thổ lộ là con hàng Đặng Thị Phụng đấy. Còn ông ấy cũng nói, úi giời, bố mẹ tôi mừng quá. Sáng hôm sau là đi, dạm ngõ luôn. Trời ơi. Lúc mà nhà trai qua dạm ngõ thì mình như thế nào cô? Cô không đồng ý, không có tình cảm với chú Hùng, không hề. Thì nhìn thế là đã không thích rồi.
Thôi trong 3 ngày là phải đi rồi. Chú này sốt lắm, chụp vội cái hình cưới. Cái đứa em gái chú ở trên thị xã bảo chị mới cưới mà anh phải đi thì chị phải đi với anh thôi. Đi theo anh xem có được về ngày, anh về ngày nào nữa. Bảo anh về thế bảo có quần áo đâu, thế là em nó lại thương, nó lại cho quần áo của nó mượn, mượn quần áo em chồng, thế mới mặc vào là đi theo. Chú này đến hỏi cái thủ trưởng là báo cáo thủ trưởng em đã lên, thế em vừa cái vợ em được 3 hôm thì thủ trưởng gọi điện sang Campuchia xem là nếu mà đang đánh nhau thì em đi, còn nếu không thì cho em về mấy ngày. Thế là ông ấy gọi điện thì bên tình hình là vẫn chưa căng thẳng lắm, thế ông cho về 4 ngày. Quá à. Về tiếp tục chiến đấu. Đấy là bè là có 4 ngày đấy, xong lại tiếp tục lại đi. Đi. Chỉ có đi thôi mà. Mà cái chú này thì chú chỉ lúc nào cũng trách nhiệm chỉ huy lớn lắm. Dạ. Về gia đình mọi cái thì chú không phải nhìn đến, vì cô là người đảm đương hết tất cả, nuôi con ốm đau là ở cô hết. Đây là lá thư mà của cô viết cho chú. Con xin phép cô cho con đọc lá thư này cho chú cũng như là quý vị khán giả. Bức thư này em gửi đến chồng em, người lính Cụ Hồ. Thời gian thấm thoát thôi đưa, anh và em đã đến với nhau là một tình yêu tình cờ, không hề có sự sắp đặt. Khi gặp nhau thời gian thật ngắn ngủi, không đủ để mà hiểu hết về nhau. Để rồi thời gian 2 năm trôi đi trong khoảng cách anh về dài ngày. Sau đó chúng ta đã trở thành vợ chồng. Từ khi đó thời gian gần chẳng được bao lâu, rồi em lại phải sống xa anh, người lính Cụ Hồ ạ. Vì nghĩa vụ thiêng liêng của anh dành cho tổ quốc, em ở lại tuổi đời mới 20. Mọi bỡ ngỡ, có những lúc thăng trầm đời con gái, buồn vui lẫn lộn, mà có mấy ai hiểu được đâu. Lấy nhau mấy năm, ở gần tính từng ngày, mà em chưa sinh cho anh được một đứa con, rồi tội lỗi lại đổ hết lên đầu em. Khi đó em buồn lắm, em chỉ muốn về nhà với cha mẹ mình thôi. Xong lại tự trách, sao lại chọn người áo lính mà phải khổ thế này. Em ở hậu phương, anh ra chiến trường, xa lắm và buồn lắm. Rồi mấy năm trôi qua, khi tổ quốc tạm bình yên, anh đã đưa em đi để được ở gần anh nhiều hơn, và cuộc sống lại bước sang một trang mới. Rồi đến một ngày em sinh cho anh đứa con gái đầu lòng. Gian khổ quá, ngoài công việc ra thì có ngày nghỉ em vào dân để mà làm cỏ, hái rau, để rồi họ cho em ít rau và hạt đỗ để cho con ăn. Nuôi con thiếu thốn trăm bề, nhiều lúc em phải cố gắng và ý chí quyết tâm, khổ mấy em cũng sẽ vượt qua. Rồi sau đó em lại sinh cho anh thêm một đứa con trai, nhưng rồi đến lúc anh vẫn phải xa mẹ con em vì nhiệm vụ của đất nước. Em nghỉ việc ở đơn vị để trở về hậu phương buôn bán, làm nhiều công việc để kiếm tiền nuôi con. Đã bao lần nước mắt em tuôn trào, mọi việc em phải đóng vai vừa làm mẹ vừa làm cha cho hai đứa con. Rồi thời gian đằng đẵng trôi đi, cho đến khi anh được về hưu thì con gái em đã đi lấy chồng và sinh con, con trai thì đi học nước ngoài và trở về làm việc ở Nha Trang, lại hai vợ chồng già và nuôi thêm cháu ngoại. Tới đây thì em chỉ mong ước một điều, cuộc đời còn lại hãy dành và quan tâm lẫn nhau, cùng con cháu tạo nên một gia đình luôn hạnh phúc và đầm ấm. Vợ của anh luôn mong và dẫn đời. Chứ nghĩ thế nào về lá thư này? Vẫn thử thách mình, thương vợ cũng thương con đấy. Quý Linh nghĩ rằng chú nên nhớ bên cạnh mình có một người vợ, yeah, đã hy sinh bao nhiêu năm, yeah, hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để có hai đứa cháu, để lo cho mình. Một người vợ luôn luôn yêu thương và cần cái sự chia sẻ đó. Tôi về được một năm, đến năm 68 thì anh ấy bị thương binh. Anh ấy ở chiến trường về. Là lúc đó ông bà đã gặp nhau chưa? Chưa bao giờ gặp chưa nhau gặp, lúc ấy là lần đầu tiên đấy. Dạ. Là anh ấy khoác cái ba lô về chơi với ông chú. Thì ông chú cùng cơ quan với tôi mà. Thế thì chúng tôi nhìn, mấy chị em tôi cơ, nhìn thấy anh bộ đội thương binh chân đi tập tễnh, cũng chưa biết anh là thương binh. Nhưng mà vì sao anh có nói là anh thương binh? Cái hoàn cảnh của anh ấy lúc bây giờ thì nó cũng không được vui vẻ lắm. Bởi vì anh đi bộ đội thì về thì lúc còn trẻ thì 3 tuổi thì mẹ mất mà. Cứ từ đấy thì đi thỉnh thoảng anh ấy về, anh về chơi thì là thôi được, cứ thân dần. Xong rồi là anh ấy đặt vấn đề, rồi ông chú cũng đặt vấn đề. Thấy anh ấy mồ côi này, mồ côi mẹ thì chắc đã khổ hơn mồ côi bố. Thế nên cũng cứ thương. Ở cơ quan thì tôi cũng đang làm công tác đoàn. Những người làm công tác đoàn lúc bây giờ là cũng rất là hiểu biết về mọi chuyện. Yeah. Chiến trường như thế nào hay là các anh bộ đội các thứ như thế nào đấy. Thực ra không có thời gian mà tiếp xúc.
mỗi một nửa tháng có khi ông mới về đấy một lần. Lúc bây giờ thanh niên là làm ngày làm đêm, làm quên chủ nhật. Anh ấy thì hiền lành, lúc bây giờ lo anh cái hiền lành và lo dễ thương. Con thấy cho tới bây giờ thì ông cũng vẫn là người rất là ít nói. Vâng. Thế thì con không biết là ở cái thời điểm mà lần đầu tiên ông gặp bà, ông có một chút ấn tượng gì về bà? Tôi cũng ở chỗ cơ quan đấy thì lúc đó bà nó cũng là dịu dàng, thùy mị, cũng là thấy là tình cảm nó lên, thì tôi mới nói là đặt vấn đề với ông chú là thôi để tìm hiểu, xin phép tìm hiểu để xây dựng gia đình. Em nói giờ anh thương em thiệt á, em mình không cắt nữa, đứng dậy cái vịn ngực mà cũng hơi run, cái này thôi để suy nghĩ tuần lễ rồi trả lời. Coi như lúc đó biết ông này tên gì chưa, ở đâu chưa? Mà biết hả? Nhau biết tên nhau thôi chưa? Chưa có gì hết trơn á. Mà người ta nói thương mình vậy cũng giật mình cô hả? Giật mình suy nghĩ, không biết ông này ông lớn tuổi mà không biết ông nói vẫn nói thiệt không. Tôi là bà khoảng bao nhiêu tuổi rồi? Lúc là 22. 22, có mối tình đầu nào chưa? Chưa. Trong tuần đó là nghĩ cái gì bà? Chỉ nghĩ tối nghĩ cái nơi không biết vì sao đây nữa. Rồi cái ở gần cũng qua lợi cũng trò chuyện á, tìm hiểu đầu tư, rồi tìm hiểu hai bên gia đình. Rồi lúc đó làm lúa xong rồi mới trở về cơ quan ngay nãy về. Sau khi mà nói để tuần nữa trả lời, ông có nôn nao gì không? Lúc đó tôi biết thế nào cũng được. Ủa, sao hay vậy? Dù mình hỏi chứ nói thấy coi như cái mặt đỏ lên rồi thấy nhìn. Lúc đó nói chung mình không có sưng mà tới lúc đó cái tướng bộ đội mình về cũng đẹp trai à. Đoán là chắc là cô đồng ý hả? Đồng ý. Còn sao tới hỏi hả? Hỏi em đồng ý chưa hay sao? Không phải bây giờ rồi nói em nói thôi được, nhưng mà thôi đỡ thời gian tìm hiểu. Khoảng năm về năm á thì được thì mới tiến hành đám cưới. Là bà trả lời luôn? Trả lời luôn. Là được luôn. Được. Trời nhanh vậy ta? Bà sao mà cũng mới có tuần suy nghĩ nhanh vậy? Thấy anh dân bộ đội với lại quá trình theo cách mạng thì chắc có lẽ cũng không đến đâu đổi là xạo. Nhờ cái theo cách mạng đó. Từ lúc đó cho tới lúc mà lấy nhau thì khoảng bao nhiêu năm hả bà? Tôi được gặp nhau cái mùa khô năm 1970. Dạ. Bà xã tôi nói hơi lộn cái chỗ là tuổi. Chứ lúc đó bà mới 21 tuổi, 20, 21 tuổi. Dạ. Tôi mới 30, gặp nhau vậy. Thì như vậy là hứa nhau vậy thì mà sau mùa lúa đó thì mỗi người về đơn vị. Thì ra rai tôi đến tôi thăm, ví dụ vài ba tháng tôi thăm. Thì đơn vị tôi này cách nhau chừng đơn vị là qua đằng kia 3 tiếng, 3 tiếng đường rừng á. Mà tôi lúc nó biết sao nó yêu hay nó thương quá sao. Cứ một mình mà dám mà xin phép đơn vị đi thăm. Đi 3 tiếng hồ băng rừng. Có những lần đi vô là coi ở chung với hầm của đơn vị bà đó, là coi có bà xã tôi á, là bị bên năm 2 nó càng. Tôi đặt coi như xong cái đêm đó tôi quạt tôi chạy về nhà đơn vị chứ đâu dám ở đó. Nhiều lần còn bị pháo nữa. Mà tôi đi mình lúc mà bộ đội nó dạng lắm. Anh đi thăm thì anh có cái súng, còn mình nữ đi một mình thì đâu ai cho đi. Nhiều khi đi thăm ví dụ như là vài giờ trưa thì mình còn đang làm việc, ngân giọng nằm chờ chút khuya hết làm việc hay nói chuyện. Giữa mình với anh thì viết thư cho nhau nó cũng rất là mộc mạc và nó chân tình thì chứ còn không có gọi là hoa lá cành. Bởi vì là anh là bộ đội mà anh chỉ về trong ngày Tết, mình gặp nhau trong cái đêm ngày 3 Tết thôi. Cho nên là không có thời gian giống như những cái bạn trẻ mà ở gần nhau thì tâm sự nhiều. Mà đây là gặp nhau thì anh chỉ nói rằng là thứ nhất là hoàn cảnh gia đình nhà anh ấy, đông anh em và bố mẹ đều nghèo, nông dân nghèo. Cái thứ hai là anh đang là học viên. Đấy, tức là anh nói rất chân thật về hoàn cảnh của anh ấy. Anh thích lấy cô giáo với lý do là anh xác định anh bộ đội, mà đã là bộ đội thì luôn luôn xa nhà. Lấy cô giáo thì tuy nghèo nhưng mà lại có điều kiện ở gần nhà thì sẽ chăm sóc con cái để anh yên tâm trong công tác trong bộ đội. Thế thì con hỏi bà có bao giờ mà ông nói những lời yêu thương với bà trong những lá thư đó không? Cũng có, thế nhưng mà nó cũng rất là chân phương thôi. Nhưng mà những lá thư của mình là giữ lại rất nhiều. Bà ơi, vậy bà có thể cho con coi được không? Được, chờ bà xíu. Nhưng mà hồi đó ông thấy bà mắc cỡ không? Năm ấy tôi đã 26 tuổi rồi, cô là 22 tuổi, cũng lớn tuổi đấy, nhưng mà mình gặp nhau lần đầu. Thì vẫn có cái bỡ ngỡ ban đầu. Mà cái lúc mà bà mắc cỡ chắc là đẹp lắm không hả? Nói chung là cảm tình. Nhưng mà ông không tấn công, ông có sợ bị người khác cướp mất không? Ban đầu thì không, nhưng mà sau đó thì cũng có suy nghĩ. Tại vì bà đẹp mà, con thấy bà đẹp. Mà sinh gái rồi là bà tốt nghiệp đại học. Suốt từ Tết đến hè, tức là 6 tháng, 5-6 tháng thì mấy chục lá thư viết. Những cái thư mà của hai ông bà gửi cho nhau. Chạy lúc đầu thì giữ nguyên cả phong bì, nhưng mà sau nó nhiều quá thì bà cũng lấy phong bì nữa bà bỏ. Rất là nhiều luôn mọi người. Cả một cái túi nặng như thế này mà bà vẫn còn giữ được tới ngày hôm nay là cả một cái kỳ tích đó chứ. Trời ơi nhiều lắm. 1984. Tức là cái này là bà cột lại theo từng năm á hả bà? 1987 nè.
Cái này chắc phải trước tháng 4 chứ. Không, cái này bên này đây Hoàng Kiền 2H170 là cái gì? Là cái hòm thư của ông á. Đồng Nai nè, 1987 gửi Ngô Thị Khiếu Bình Ri. Nhiều lắm. Đây, rất là nhiều luôn. Cái này là năm 86 nè, này là năm 83 nè. Trời ơi, bà hay quá, bà có thể giữ lại được hết tất cả những cái này. Mà bà rất là cẩn thận, bà gói lại theo từng năm luôn. Ô, ngày xưa chắc là ông tốn tiền mua giấy mực. Không, giấy là toàn tận dụng đấy. Anh tận dụng vào cái phong bì của anh, bì thư là anh là anh học để anh dùng cái giấy mà anh vẽ kỹ thuật. Cái này là năm 77 nè mọi người, lúc này là bắt đầu là mới gặp nhau thôi. Gửi cô giáo Khiếu nè, chứ không dám là gửi em Khiếu nữa. Từ khi cưới nhau, nhưng khi về thì con gái được hơn tháng. Đi một cái một là tới lúc bà đẻ luôn. Rồi ông vậy cái lúc mà ông hay tin là con mình chào đời rồi mà mình không có được ở bên cạnh thì ông như thế nào? Thì cũng hồi hộp rồi, thật ra lần đầu tiên mà được làm bố thì cũng hồi hộp, nhưng mà xa cũng không có cách nào cả. Khi về thì mới con gái được một tháng rưỡi. Bà lúc sanh mà không có chồng bên cạnh mà buồn mà. Không, vì là xác định là chồng bộ đội rồi. Với gia đình cách mạng họ mới đến, thành ra tôi cũng có tiếp tế thuốc men tiền bạc cho bộ đội. Bây gia đình cách mạng những người nào mà vợ có chồng bị tập kết á, thì nó theo dõi nó biết liền. Là sau một thời gian ông đi lâu thiệt lâu là ba người con nó mình bà chăm sóc thôi. Có khó không bà? Ở ngoài quê cái nhà rồi trái cái đi Sài Gòn, đi Sài Gòn thì con tôi nó vẫn đi học hết, tôi đi bán cứ đi lãnh về cần xe trên dịch á, sáng thì bán chợ tổng số 6 đó, còn chiều rồi ra chợ Trương Minh Giám á, nó bán giá cũng lai lắm đó. Rồi lần lần cái mẹ tôi cũng trả luôn, cũng nhờ trả rồi cũng trả luôn, cũng vô Sài Gòn luôn. Mẹ chị rồi mất nhờ ở, rồi tôi cũng gửi con tá túc ra đó đi làm. Cái chừng trong qua năm nọ không thấy ông về, năm nọ không thấy ông về. Thì thôi mình cứ ở nhà lo nuôi ấm thôi, thì chứ cũng không có buồn. Cái hồi đó thì cũng còn trẻ, mình nghĩ buồn chi. Ổng người ta nhốt tù chứ ổng đâu có đi ở với ai đâu mà buồn.